Chào mừng các bạn trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP 2000 phiên bản 15. Bài hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn lựa chọn bậc tự do cho mô hình tính của mình. Đây là bước cuối cùng để chúng ta chuẩn bị chạy chương trình. Vì việc lựa chọn số bậc tự do cho mô hình của mình sẽ giúp cho chương trình, cái quá trình tính toán của chương trình sẽ nhẹ bớt đi, thời gian tính toán sẽ giảm đi. Thì để lựa chọn số bậc tự do cho mô hình của mình thì các bạn vào cái menu Analyze và các bạn Set Analysis Option. Và đây chính là giao diện lựa chọn số bậc tự do cho mô hình của mình. Thì các bạn biết là mô hình chúng ta thì gồm hai cái dạng phổ biến, thì là dạng phẳng và dạng không gian. Ngoài ra có một dạng khi các bạn chuyên tính toán về sàn là dạng mặt phẳng, tức là cái mặt bằng mà song song với mặt phẳng xy, hoặc là và cái một cái dạng nữa là dạng tính toán dàn. Thì tùy cái dạng mô hình thì số bậc tự do nó sẽ khác nhau. Thì ở đây trong không gian thì nó cung cấp cho ta 6 cái bậc tự do, 3 cái chuyển vị thẳng và 3 cái chuyển vị xoay. Thì tùy thuộc vào cái mô hình của mình ở dạng nào thì bạn sẽ lược bỏ đi cái số bậc tự do, hay là nói cách khác là bạn sẽ lựa chọn cái số bậc tự do mà tồn tại trong cái mô hình của mình. Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái khung phẳng mà được vẽ trong cái mặt phẳng XZ. Nên như vậy là về mặt cơ kết cấu thì nó sẽ tồn tại hai cái thành phần chuyển vị theo phương X và phương Z, cho nên nó sẽ tồn tại UX và UZ, và cái thành phần UI sẽ không có. Và chuyển vị xoay thì, tức là cái moment chúng ta sẽ bao gồm một cái moment mà xoay quanh trục Y. Như vậy là cái moment quay quanh trục X và trục Z là không có. Và như vậy đối với khung phẳng, và cụ thể là cái mô hình tôi đang vẽ trên màn hình này, nó sẽ có 3 cái bậc tự do là UX, UZ và ROI. Và dựa vào cái kiến thức như vậy thì các bạn sẽ lựa chọn được số bậc tự do cho mô hình của mình. Tuy nhiên ý, thì trong SAP 2000 nó ở phần bên dưới này, Fast DOF, thì nó cho các bạn lựa chọn nhanh số bậc tự do cho mô hình của mình. Thì ở đây các bạn nhìn, giả sử ở đây mô hình của tôi đang vẽ là mặt phẳng XZ plane, thì các bạn chỉ việc lựa chọn, kích vào cái nút mặt phẳng XZ plane này thôi, thì nó sẽ tự động lựa chọn cái bậc tự do cho cái mô hình tính của mình. Đó, bạn thấy là nó sẽ tự động lược bỏ đi những cái bậc tự do mà không tồn tại. Nên tương tự như thế, nếu mà không không gian thì các bạn sẽ lựa chọn là space frame. Các bạn biết là trong không gian thì tồn tại tất cả các cái thành phần chuyển vị. Như vậy là 6 cái thành phần bậc tự do này sẽ được lựa chọn. Đấy, tương tự như thế thì tùy cái mô hình thì các bạn lựa chọn hai cái thành phần này. Như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn cách lựa chọn bậc tự do cho mô hình. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.